ngày 4 tháng 6, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết Công an quận Gò Vấp đã đồng loạt kiểm tra các quán mở nhạc inh ỏi, gây ồn ào, bán si gia trên địa bàn, trong đó có đường Phạm Văn Đồng, tuyến đường được mệnh danh là phố nhậu. Lực lượng chức năng lập biên bản, niêm phong, thu giữ tang vật và xử lý theo quy định 68 bình khí N2O, 19 lọ tinh dầu si gia, 15 bình hút si gia, 18 cây thuốc si gia, 2 hũ thuốc si gia. Ngoài ra còn xử lý một số cơ sở chiếm dụng lòng lề đường, hè phố làm nơi kinh doanh mua bán, gây tiếng ồn lớn nơi công cộng sau 23 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Những quán ven đường Phạm Văn Đồng thường xuyên thuê DJ về chơi nhạc dưới nền nhạc mạnh, phát ra âm thanh chát chúa khiến nhiều người sinh sống xung quanh và đi đường khó chịu, phản ứng. Đại diện Công an quận Gò Vấp cho biết tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng bóng cười khí N2O, si gia, thuốc lá điện tử trên địa bàn quận Gò Vấp.